Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại video mình. Và hôm nay chúng ta đến bản update 84 của Weapon Fight Theater. Chúng ta có xem gì mới nào? Với sự kiện event mới, chúng ta có rất nhiều vũ khí giới hạn, đồng thời có thêm skin cho pet nữa. Mở thêm shop vật phẩm UGC, các bạn có thể check màn hình bên trái màn hình. Tiếp theo đó thì free vật phẩm UGC, các bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận. Và có thêm game pass mới cho dành cho pet rồi. Chúng ta cùng xem lát nữa, chúng ta cùng xem game pass mới nó là cái gì. Và đã thêm phần thưởng khi các bạn vượt qua tầng 700 trong tháp nha. Đồng thời tăng phần thưởng ở trong boss server lên, cũng thay đổi một số thứ rồi. Rồi chúng ta cùng đến vật phẩm UGC Free. Chúng ta sẽ được nhận một con chim khi hoàn thành 3 nhiệm vụ này. Không biết con chim gì đây. Chim này sẽ đội lên đầu các bạn. Nhìn nó khá là tù, mình không thấy hấp dẫn lắm. Khi các bạn chơi online khoảng 1400 phút, đồng thời mở 10.000 đá, khá đơn giản thôi. Và đăng nhập trong 3 ngày. Những nhiệm vụ này mình thấy khá đơn giản, thật ra là phần thưởng nó cũng không hấp dẫn các bạn. Rồi tiếp tục ở bên trái màn hình chúng ta có shop vật phẩm UGC. Mỗi cái nó sẽ giá khoảng 100 Robux, các bạn có thể mua nhé. Rồi hiện tại mình mới mua 2 cái thôi, còn những cái khác mình không thấy đẹp lắm đâu các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến event của đợt này thôi nào. Như vậy chúng ta có thể dịch chuyển trực tiếp đến map 1 rồi, cái này teleport. Và chúng ta cùng xem qua những vũ khí giới hạn trong đợt event này. Như vậy có Hono rồi, mình nghĩ đam nó sẽ hơn khá là nhiều lần so với Hono map 41. Và sẽ có 5 vũ khí mới. Bây giờ mình sẽ nhận hết những cái item trong cái thời gian online mà mình sẽ thử mở thử xem khả năng nó kiếm được cái Hono đó không các bạn ạ. Tiếp theo đó ở đây chúng ta có thể thấy event quest. Khi các bạn hoàn thành một cây Hono ở trong sức event lên CD 2 cộng, các bạn sẽ được một cái skin shop pet. Nó sẽ tăng đam cho bạn 300% cho đam vũ khí. Và tốc độ tấn công vũ khí các bạn sẽ tăng lên 2%. Ủa, khá là ngon các bạn ạ. Nhưng mình nghĩ để lên một cây CD 2 cộng thì các bạn cần 27 cây Hono này. 27 cây Hono với tỷ lệ ra 1% thì khả năng 1 tuần thì có thể ra được các bạn ạ. Còn nếu mà 2 tuần hơi khó. À 2 tuần chứ, xin lỗi nhé. Với khả năng 2 tuần thì các bạn sẽ nhận được. 1 tuần hơi nâu. Bây giờ mình sẽ thử mở thử xem nó sẽ như thế nào. Và tuần sau chúng ta map mới rồi. Những vũ khí trong sự event này đam nó sẽ được tăng lên. Các bạn nào cần thực sự cần thiết đam thì các bạn nâng lên CD 2 cộng. Còn nếu không các bạn cứ từ từ các bạn ạ. Bởi vì đam giữa hai map nó sẽ chênh nhau khá là nhiều. Với những cây xô tỷ lệ ra khá là nhiều thì các bạn có thể nâng lên dùng cũng được. Nhưng mà nếu cây Hono thì các bạn từ từ nâng lên các bạn ạ. Đặc biệt là các bạn đủ cây CD 2 cộng rồi. Nhưng mình nghĩ nếu một tuần thì các bạn khó để nâng lên cây Hono lên CD 2 cộng được không? Ok, như vậy mình đã hết item rồi. Chúng ta cùng xem qua vũ khí nào. Và như vậy Hono thì không được cây nào, nhưng xô được 4 cây rồi. Và khá là may mắn khi mình đang thiếu 2 slot vũ khí. Bây giờ có những vũ khí trong cái sự kiện event thì cũng khá là ổn các bạn ạ. Cái HP các bạn có thể nâng cấp lên một chút thôi, các bạn sẽ có vũ khí 1 y ngay. Và tất cả những vũ khí trong sự kiện event này các bạn hãy nâng lên CD 2 cộng nhé, để chúng ta có thể lấy những điểm sưu tập vũ khí. Như vậy nên cộng 1 thì chúng ta sẽ mất 30k bạc. Những cây ISO này cộng 10 các bạn sẽ mất 300k bạc thôi. Bây giờ mình đang có khoảng hơn 1k item và tiếp tục mở xem có hy vọng được cây Hono nào không. Và đã được một cây exotic nhỉ, 2 cây rồi. Hy vọng có thể ra được cây Hono. Ok, như vậy cây Hono đầu tiên trong sự kiện event rồi. Mình nghĩ nó khá là ngon này. Vậy chúng ta chỉ còn thiếu 27 cây nữa thôi. À quên, 26 cây nữa thôi để lên xin 2 cộng. Quá à, như vậy khá là ngon các bạn. Mình đã có 2 cây Hono rồi. Và sự item cũng vừa tầm hết luôn. Rồi chúng ta cùng xem đam như thế nào nào. Như vậy đam là 248Z Never 2414. Khá là ổn các bạn ạ. Em lên DCD 2 cộng các bạn cho ít HP vào. Mình nghĩ là đam khoảng 2-3i là khá đơn giản thôi. Và mỗi lần nâng cấp các bạn sẽ tốn 100k bạc. Khá là ổn các bạn, 100k bạc thì tốn lên 20 thì các bạn chỉ tốn 2m bạc thôi. Rất chỉ là ít. Đáng tiếc là mình nhìn con số bạc của mình 5,7k. Bây giờ chúng ta xem cái game pass mới của pet là như nào nhá. Mình đoán nó sẽ tăng lượng pet lên. Không chỉ còn 2/2 nữa. Với giá là 699 ra đi, các bạn sẽ sở hữu mà có thể mang theo thêm một pet nữa là 3/3 nhá. Thì với 699 ra đi thì mình thấy khá hợp lý. Và nó rẻ hơn rất nhiều so với hoàn thành những nhiệm vụ ở map 30 thì lại nhớ không rõ nữa. Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ đấy thì mình thấy không, nó không hiện nữa. Rồi, như vậy thì ta sẽ có thêm một pet là 2/2. Giờ mình sẽ trang bị thêm một pet nữa. Bởi vì mình đang có con pet Nucky này mới ở T8 thôi.
Vậy thì các bạn farm QE giờ khá ổn rồi, dùng hai con pet, một con pet map, một con pet lucky và một con pet tăng QE nữa. Mình đang lên nốt một con pet QE nữa mà vẫn đang kẹt ở T6 thôi, pet 6 thôi. Mình sẽ dùng tạm con pet này để mà farm trên map ngon, thì mình nghĩ là có một con pet tăng đam trên map, một con cộng lucky và một con tăng QE. Như vậy thì với combo 3 con pet như vậy thì khá là xịn sò các bạn ạ. Nếu bạn dùng con pet thêm lucky thì kinh nghiệm các bạn muốn mở trứng khu xe và một vũ khí thì nó khá là nhiều. Và còn dùng thêm con pet quy nữa thì cái lượng quy các bạn không lo giờ hết cả. Kiếm mỗi ngày mấy vài bê quy là được rồi. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn bạn đã xem video mình nhá. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhấn subscribe nha. Bye bye.